Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Liên minh Hợp tác xã về Kinh tế Tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Hiện toàn thành phố có 148 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 70% trong số lượng đó đang hoạt động với tổng vốn điều lệ gần 368 tỷ đồng, thu hút trên 9.500 thành viên và giải quyết cho khoảng gần 15.000 lao động. Ngoài ra, khu vực kinh tế tập thể tại thành phố còn có 274 tổ hợp tác, tổng vốn hoạt động khoảng 40 tỷ đồng. Quy mô kinh doanh chủ yếu là hộ gia đình, nhóm đối tượng yếu thế, giải quyết cho khoảng 4.500 lao động. Nhìn chung, mô hình hoạt động của kinh tế tập thể tại Đà Nẵng là mô hình hợp tác xã kiểu cũ, quy mô nhỏ lẻ, dễ bị tổn thương trước các biến động rủi ro. Hiện nay có 22 chính sách áp dụng cho kinh tế tập thể hợp tác xã, trong đó có 9 cơ chế chính sách chung của Trung ương và 12 chính sách do thành phố ban hành. Trong đó chủ yếu tập trung hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp, trong khi hợp tác xã phi nông nghiệp hiện vẫn thiếu cơ chế hỗ trợ. Buổi làm việc sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung nghe các thành viên Liên minh Hợp tác xã kiến nghị, trên cơ sở đó cùng các sở ngành nghiên cứu bổ sung cơ chế hỗ trợ phù hợp.